bắt giam cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La. Ngày 22 tháng 10, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội đưa và nhận hối lộ liên quan đến gian lận kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 tại tỉnh Sơn La. Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can Lò Văn Huynh, nguyên trưởng phòng khảo thí Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La, khởi tố bà Lò Thị Trường ở thành phố Sơn La để điều tra về hành vi đưa hối lộ. Cùng ngày, Công an tỉnh Sơn La đã quyết định bắt tạm giam với bị can Trần Xuân Yến, nguyên phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La. Trước đó, ông Yến bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, nhưng bị xác định có hành vi gây khó khăn cho công tác điều tra, truy tố, xét xử vụ án. Trước đó, trong các ngày từ 15 đến 18 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La đã xét xử sơ thẩm với 8 bị cáo trong vụ án. Số này gồm Trần Xuân Yến, Lò Văn Huynh, trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, Nguyễn Thị Hồng Nga, chuyên viên phòng khảo thí, Cầm Bùn Sọn, phó trưởng phòng chính trị Sở Giáo dục và Đào tạo, Đặng Văn Thủy, phó hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu, Đinh Hải Sơn, nguyên cán bộ phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La PA03, Nguyễn Thanh Nhàn, phó phòng khảo thí và Đỗ Khắc Hưng, nguyên cán bộ PA03. Tất cả những người trên cùng bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Tại tòa, bị cáo Lò Thị Trường, người gọi bị cáo Lò Văn Huynh là chú, được triệu tập đến trong vai trò là nhân chứng và là người duy nhất khai có đưa 300 triệu cho ông Huynh để giúp con trai mình đỗ đại học ngành công an. Sau đó, ông Huynh đã trả lại số tiền này. Trong lời khai tại tòa, bà Lò Thị Trường cho biết, ông là người nhà, biết ông làm tại sở lại có con thi không yên tâm nên nhờ xin nghiệp giúp. Ông bảo xem xét, giúp được sẽ giúp, không phải thông cảm cho ông. Con tôi thi vào trường an ninh và đỗ, nay cháu được trả về vì điểm cháu không đạt. Lò Văn Huynh thừa nhận đã cầm hơn 1 tỷ từ ông Nguyễn Minh Khoa, phó phòng PA83, Công an tỉnh Sơn La để nâng điểm cho 2 thí sinh. Sau 4 ngày xét xử, chủ tọa quyết định trả hồ sơ với lý do có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Tòa án cũng yêu cầu làm rõ các khoản tiền gồm 1,04 tỷ đồng bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga nhận của Trần Văn Điện, cán bộ Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thành phố Sơn La, 300 triệu đồng bị cáo Lò Văn Huynh nhận của bà Lò Thị Trường, làm rõ khoản tiền 2,1 tỷ đồng bị cáo Lò Văn Huynh nhận từ ông Nguyễn Minh Khoa, phó phòng PA03, bao gồm 1 tỷ đồng đã nhận được và 1,1 tỷ hứa hẹn sẽ nhận, làm rõ khoản 400 triệu đồng bị cáo Cầm Bùn Sọ nhận từ Hoàng Thị Thành, chủ tịch Hội đồng Nông dân huyện Quỳnh Nhai. Ngoài ra, hội đồng xét xử yêu cầu xác định trách nhiệm của ông Trần Xuân Yến, Đinh Văn An, cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo và hai người khác trong việc không niêm phong ngay bài thi.